Đây là nắp thùng cuộn điện cho chiếc Wrangler Raptor 2023. Bên cạnh đó sẽ có một cái thanh thể thao. Thì ngày hôm nay mình sẽ test cái tính năng trên cái nắp thùng cuộn điện này nha. Rồi đầu tiên các bạn sẽ thấy này, Eco này là đóng thùng, này là mở thùng. Cái này là chúng ta sẽ chỉnh cái đèn trong thùng ha. Bấm cái mở thùng đi. Có một cái thì cái nắp thùng của chúng ta nó sẽ di chuyển vào trong. Rồi, khi chúng ta muốn bật đèn thì chúng ta bấm cái nút đèn, nó sẽ sáng. Nó sẽ có là sáng yếu nè, sáng cao nhất nè, mức sáng trung bình. Và bấm nút dưới thì nó sẽ tắt hoàn toàn luôn. Bây giờ mình muốn đóng thùng lại thì mình bấm nút này. Nắp thùng sẽ đẩy ra phía trước. Thì cái cơ chế của nó chạy rất là êm nha, rất là mượt. Rồi cái nút Eco là để cho chúng ta mở được nắp thùng thôi. Nhiều khi chúng ta không cần phải mở hết nắp thùng. Nhưng nút Eco nó mở đến 1/2 thôi, nó sẽ dừng lại. Thay vì dùng remote thì chúng ta cũng sẽ được trang bị cái phím cứng ở đây. Để sử dụng cái phím cứng này thì bắt buộc xe chúng ta phải mở khóa nha. Nếu mà chúng ta lóc cửa rồi thì chúng ta không sử dụng tính năng này được. Giờ bấm mở khóa nè. Rồi mình sẽ sử dụng tính năng này. Khi mình khóa cửa thì mình sẽ không sử dụng được tính năng này nha. Khóa cửa nè, chúng ta không thể sử dụng được. Mặc định là khi mà chúng ta sử dụng cái nút bấm ở trên cốp xe thì cái đèn